cảm giác vì tại sao không thể nói với nhau. Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương. Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đang đường phía trước. Có lẽ em đã sai khi yêu anh. Trời vô say này không hết được, thích bài này lắm. Mà tập bao nhiêu nào lâu rồi vẫn chưa hết được. Cảm ơn Khương nha, Quỷ Khương hả? Quỷ Khương lên ghế Khương, cố lên, nghe lên ghế. À mắt chị không to như trên Facebook á. Biết sao không? Để khi mà mình tự xuống góc nào mình cũng tự xuống cái góc mình đẹp á. Còn trên đây thì mình không được khô cái góc đẹp ra. Tại lúc nào cũng mới hết nhạc. Đúng không? Tại lúc nào cũng có ngồi chung phòng mở. Phòng mở lên, chọn chọn mắt lên, đúng chưa? Đấy, thì đây đương nhiên thôi. Bye bye, ngủ ngon. Không biết mang chân xuống bên đỡ, tôi không hề gạch đâu mà gạch quánh cho bây giờ. Giờ này phải gạch cái gì? Sắp ngủ rồi, gạch cái gì? Cảm yêu nha. Chào bạn tên là ông nội nha. Đúng rồi. Đúng không? Khi mà các bạn chụp hình thì lúc nào các bạn cũng phô cái góc đẹp của các bạn ra cả. Ở thuốc nè. Như vậy là cái chuyện ớt tất kè. Ớt tất kè. Chào tiên nha. Nhìn cái hình hảo hảo. Cái hình lực tình không? Đó, mọi người nhìn được cái hình avatar của Long Kè nhé. So cái bộ mặt cái con trên cam nè. Nó một trời một vực không? Con nó đẹp không? Con này xấu không? Đúng không? Nói rồi cho kỳ gì? Cho kỳ cái gì? Ai cho kỳ? Chào ta sư nha. Đó mọi người, mọi người phân biệt cái thực thế luôn nè. Cái avatar trên đường đẹp không? Mắt to ha, mũi cao ha, miệng chấm chím ha. Còn cái trong đây mắt nhỏ ha, mũi bự ha, miệng như chà bà ha. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy. Đặc biệt không? Ở avatar thì lông mồm nó bự vậy nè. Còn ở trên thực tế thì nó nhỏ vậy nè. Đó. Rồi áo tự sức mạnh đâu? Ủa sao anh lấy tiên nhỏ xíu là sao? Tiên bị nhỏ là sao anh? Bị nhỏ là cái gì? Như á sao? Thực sự thật cái phụ hợp. Im đi, im đi. Ấy không được nha, cái này không được các bạn nha. Tôi bắn à, bắn hả? À? Bớt đi, chạy thắng nha. Tôi nói tiên. Ở cái này sai nè. Mọi người ơi, Nhi có việc. Nhi show, Nhi hát thêm hai bài nữa Nhi ao nha. Nhi có việc, Nhi hát hát thêm 11:30 Nhi ao nha. Ai mới khóa với Phương La vậy? Có chuyện gì không anh? Có chuyện gì không? Thích thì khóa thôi. Sao anh? Do em không thích nên em khóa. Đó, lý do đơn giản thôi. Em không thích người ta nên em khóa. Vậy thôi. Chào bạn tên là Trong nha. Các anh chị làm tự nhiên bạn để tin cho chồng sao nhở? Dễ sợ mà. Rằng em xinh quá thì chạy hời ơi là hời. Tại vì biết sao không, thật chất là như vậy nè. Như lúc đối với trong idol room 900 cũng vậy, không bao giờ đi qua room khác mà ngồi treo từ sáng tới tối như vậy đâu. Thề luôn á, nhìn mà tự nhiên idol room khác á mà dù còn tích chát này nọ lung la nữa, tích chát những câu khiến cho idol trên show không thích thì đương nhiên idol sẽ bắn thôi. Đó là chuyện bình thường, đúng không?
Room nào thì chơi room đó. Hôm nay tôi dễ cấu lắm. Thiệt luôn, hôm nay tôi đang cấu rất là nhiều. Ai chọc tôi là tôi bắn à. Thiệt luôn á. Hôm nay tôi chửi nguyên dàn giám sát viên mới đã. Đến mới đã mỏ xong rồi đó. Cảm ơn Nhiên nha. Chạy đỏ nha. Hết bàn. Chào Kiệt nha. Chị bị sao vậy? Có gì đâu sao em. Bình thường thôi. Đúng rồi thật. Cảm ơn Tử nha. Nhi chắc Nhi chuẩn bị out rồi. Tại vì Nhi có chuyện Nhi phải out. Nhi hát một bài nữa Nhi out nha. Hôm nay sẽ đi mọi người. Thằng này giúp viên để bị bắn vậy là sao anh? Không phải Nhi có chuyện nên vậy mọi người. Mọi người thông cảm cho Nhi một tí. Mọi người thông cảm cho Nhi một tí. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái gì. Em dặn nguyên nhân sách nhân sách viên room mình cũng như vậy luôn nè. Nếu mà có những hai đồ room khác qua mà cứ treo cả ngày xong rồi tết chát những cái câu mà khiến cho hai đồ trên show không vui á, thì Nhi cho phép tất cả các bạn bắn IP luôn nha. Nhi cho phép tất cả các bạn bắn IP luôn. Chỉ vậy thôi, đúng rồi, chỉ vậy thôi. Dạ sếp bây giờ, em không có sếp qua hết trơn á. Em chỉ nói như vậy thôi. Em chỉ nói như vậy thôi, thôi chắc em hát không nổi luôn rồi đó. Em chỉ nói như vậy thôi. Hôm nay sorry mọi người, vì hôm nay cái Nhi cấu hơi bị nhiều. Cái tính của Nhi khá bị nóng á. Nên mẹ Nhi xin lỗi tất cả mọi người nha. Nói mọi người vì nãy giờ Nhiên ta bắn tùm lum tùm la hết. Hồi trước Nhiên chỉ muốn làm tốt cho show thôi. Lỡ tôi làm idol rồi bắn tôi luôn hả? Ủa anh là idol room mình mà. Đúng không? Anh chẳng bị có nốt idol room mình mà. Chứ không phải room khác đâu. Em nói được idol room khác mà qua đây. Qua đây mà cứ tết chat rồi nói chuyện này nọ như đúng rồi trong show người ta. Mắc cười nhất là em thực chất là em không hiểu. Thực chất thực sự là em không hiểu luôn. Idol room khác qua room mình ít nhất cũng phải lịch sự là chào idol trên show đúng không? Rồi muốn bắt chuyện nói chuyện với ai thì nói đúng không? Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất dành cho idol. Đúng chưa? Mà không biết tuy nhiên idol luôn khác qua treo cả ngày rồi ngồi bắt chuyện giúp em thì nọ như đúng rồi. Còn idol trên show bỏ xó đi đâu chứ cứ như không tồn tại gì đó. Nên vậy khiến cho idol trên show rất là khó chịu. Một phút tặng một can. Thôi sao đi mọi người, vì hôm nay Nhi hơi bị nóng á. Nhi hơi bị nóng nên vậy Nhi ao sớm tiếng nha, mất công tiếng nữa. Nhi ngồi đi tao lâu là các bạn bị Nhi xài cho trận nước đó. Tính Nhi bị nóng lắm thiệt luôn. Tính Nhi bị thẳng á. Ai làm gì Nhi là Nhi làm lại liền luôn à. Ăn kiêng cho mát họng thanh nhiệt vào cơ thể bắn không lại. Anh xịt đi cho em không, nhanh lên. Không gì tặng thì tặng lên đi. Room không còn ai à. Còn ai là anh. Xịt đi cho thơm cánh nè. Xịt đi cho thơm cánh nè. Là sao anh cho? Tại vì thấy em là xịt đi cho thơm cánh nè. Xịt đi cho thơm cánh nè. Xịt cái này là khó sợ bị. Không sợ bị ho luôn á thầy. Thầy đó luôn cái bạn mà bé idol bị mới bị bắn qua đi phá là thấy không? Tội nghiệp không? Ức chế tội nhất người ta qua room mình bị bắn không sai được đó.
Bên đó không còn ai à? Là sao anh? À, là nó chuyện, nó chuyện như cái đồng rung lợi. Bấm xuống, bấm xuống, bấm xuống. Anh à, anh xịt lại cho em lên. Nhưng em sắp ao rồi, anh còn cho em cái mùi hôi thối lên người nữa. Không được tí nào cả. Hôm nay em đang bị nóng tính á. Em khóc đấy, chào ai đấy, lâu lắm mới gặp ai đấy. Nhìn như chẳng là em nhất xí gì. Em nấu kêu anh đâu? Anh nấu kêu anh đâu? Hết cái nỗi xui gì em lại đi. Cảm ơn Anna Yumi nha. Các người nói vậy kìa. Cảm ơn anh nè, cảm ơn anh tử. Ê, mấy người không cho tôi ao rung thiệt luôn hả? Mấy người không cho tôi ao soi thiệt luôn hả? Chào ba Kha nha. Sao nha.